Chào các bạn, trong video này á mình sẽ hướng dẫn các bạn à, cách kiểm tra loa chuông rung nha các bạn. Khi mà các bạn xài một cái máy cơ bản đi, cái điện thoại cơ bản gọi là cái máy cùi bắp của mấy cỏ. À, các bạn xài một thời gian á, thì có thể là nó sẽ phát sinh cái lỗi nha các bạn, tại vì cái đồ điện tử mà nó sẽ phát sinh lỗi như loa rè chuông rè hoặc là bị đứt loa không nghe loa các bạn. Hoặc không có chuông không không có đổi chuông nha các bạn hoặc làm video các bạn nói các bạn nói nói bên này các bạn nói mà bên kia người ta không nghe là nó sẽ phát sinh ra các lỗi nha các bạn thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra nha các bạn khi mà các bạn tháo máy ra nha cho dù có đây là cái máy điện thoại cơ bản hoặc là cái máy các bạn xài smartphone của bạn hoặc là dùng bên trong cái máy à, à, mấy iphone là hay bất kỳ máy nào cũng y cấu tạo y hệt như nhau nha các bạn. các thành phần bên trong máy ấy các bạn là gồm có cái loa các bạn. đây nè. đây là loa nha các bạn lo nghe các bạn. Là vị trí nó là mình áp sát cái tai các bạn lo nghe cái này là receiver nha các bạn. còn chuông á thì đợi dùng đó để nó phát ra loa nha các bạn loa chuông ha speaker nha các bạn loại có loại 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 này là loại uh, hình oval nha các bạn còn có loại loại tròn nữa nhớ nó như hình dáng thì rất nhiều loại nha hình dáng nó có, có, có rất nhiều nha các bạn đây là rung nha các bạn Vibrator, cái này rung ha rung quá thì mình có hai loại ha các bạn rung DC và rung sung nhớ bạn cái rung DC các bạn kiểm tra thì các bạn nhờ dùng đồng hồ hay nhé có thể các bạn dùng đồ kim thang đo nhân một á các bạn kiểm tra còn đây là micro nha các bạn micro nó gắn trên bo ha micro nè micro này micro hai micro có hai chân nha các bạn Um, còn có hai, các loại là micro bốn chân các bạn, micro bốn chân hoặc micro năm chân á, thì uh, trong cái video có cách uh, hướng dẫn cách thay micro trên uh, điện thoại di động các bạn. trong kênh của mình á, thì các bạn mình đã hướng dẫn uh, các các cái thay thế nha các bạn. nên cái uh, trong video này là mình sẽ không nhắc lại nha. cái này mình kiểm tra sơ bộ cái micro hai chân cho cho các bạn thấy nha thì các bạn ở nhà các bạn không phải là thợ à, các bạn à, nói chung là thợ vọc hay hay là các bạn à, mới học nghề sửa điện thoại các bạn thì cái cái, cái thành phần cơ bản nhất á là, là hay kỹ thuật viên level 1 á à, mới vô á, người ta kiểm tra được lo, loa chuông nha, các bạn đo à, người ta cách kiểm tra dùng cái đồng hồ á. đồng hồ người ta đo đạt được cái kiểm tra cái linh kiện nào hư á. rồi để người ta tiến hành thay thế nha sửa chữa cho khách nha Đây trên tay mình là cái cái Samsung Galaxy S3 nha các bạn. Galaxy S3 nha, cái vị trí của nó là các bạn. Cái này là vibrator cái rung nha các bạn. Rung ha. Mình tháo mở cái men bo ra. Đây là các bạn. Cái này rung nha các bạn, vị trí của rung ha. Còn ở đây là vị trí của chuông nha các bạn speaker cái chuông có thể các bạn phát phát, phát á, ra lâu ngoài á, hoặc là các bạn nghe nhạc á hay các bạn lên uh, lên mạng các bạn nghe nhạc hay các bạn muốn uh, trong quá trình thoại các bạn muốn phát, phát ra ngoài hoặc cài đặt chuông á là cái này speaker nha các bạn đây nè cái chuông có cái này là hình chữ nhật nha các bạn cái chuông chuông có nhiều loại nha các bạn có khi có hình oval nè có khi hình uh, hình tròn á các bạn như cái này nè speaker hình tròn ha cái này là hình chữ nhật nha các bạn. Có có nhiều loại nha các bạn. Đây là speaker nha các bạn, chuông ha. Đây. Đây là vị trí cái cái micro nha các bạn, macro ha. Micro 4 chân nha các bạn. Micro này 4 chân ha. Còn đây là vị trí của receiver nha các bạn, là cái cái loa nghe, loa nghe loa nghe. Cái thành phần đó các bạn rất đơn giản nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra loa chung rung nha các bạn. Cho những bạn nào mới chưa biết gì hoặc là các bạn mới vô nghề các hay các bạn muốn vọc để gọi kiểm tra cái điện thoại của mình đó để các bạn mua linh kiện và các bạn thay á rồi sau đây mình sẽ tiến hành kiểm tra loa chung rung này nha các bạn đây mình sẽ lấy ra luôn ha để mà kiểm tra các bạn đây là các bạn lấy cho mình cái đồng hồ nha các bạn ở đây mình sẽ dùng cái đồng hồ số ha các bạn nhà các bạn có đồng hồ kim các bạn nếu nhà các bạn có đồng hồ kim các bạn kiểm tra vẫn được ok nha các bạn không có vấn đề gì ha ở đây mình sẽ dùng đồng hồ số cho nó dễ thấy cái rồi các bạn lấy cái thang đo nếu mà các bạn đo tổng trở cái này đo mình đo điện trở nha các bạn đo điện trở của loa chuông nha các bạn loa chuông lại ha thì rất... bên mình đó mình hay, kiểm tra là cái dùng cái thang đo chuông nữa các bạn trên cái đồng hồ số đó, nó có cái thang đo chuông nè đo cái tại vì cái tổng trở này các bạn cái tổng trở là nhỏ nha các bạn không khoảng vài ôm vài chục ôm nha các bạn nên à, chúng ta không cần phải vặn cái đồng hồ lên cái mức 2k đó và đo tổng trở đó đâu mình sẽ đo mình sẽ vặn vào cái mức hai hai trăm ôm nha các bạn đo đo, là chuông kêu tích nha các bạn thôi cái cách kiểm tra loa với chuông là giống nhau nha các bạn thì trong mạch đó trong điện thoại các bạn thì cái, vị trí đó, có nhiều nhiều cái điện thoại các bạn tích hợp cái loa cái chuông là một nha các bạn còn nhiều cái nó sẽ rời ra nhau các bạn rời ra thì là cái chuông cái kích thước cái chuông á sẽ lớn hơn kích thước cái receiver là cái loa nha các bạn loa nghe cái vị trí của loa nghe là nhỏ lúc nào cũng nhỏ hơn với so với cái chuông nha các bạn Nó phát á tại vì nó có có còn uh, nó sẽ phát là cái âm thanh nó sẽ lớn hơn so với cái cái loa nghe ha các bạn. Đây nè. Đây mình muốn kiểm tra mình sẽ chỉnh một cái tháng lo chuông nha các bạn. Rồi các bạn chích vô ha, hai chân ha. Hai chân bất kỳ ha. Đây nè. Loa chuông các bạn kiểm tra y hệt như nhau nha. Các thấy không? Nó sẽ tích nha các bạn. Nó sẽ tích á và là tiếng tới cái cuộn dây trong cái cái loa một cái chuông á là nó thông mạch nha các bạn, nó không bị đứt ha. Là ok nha các bạn. Đồng thời á các giá trị điện trở ở đây nè. Trên đồng hồ nó sẽ báo cho mình cái giá trị điện trở nó khoảng bao nhiêu nha các bạn. Ở đây á mình đo là khoảng là 10 ohm, khoảng 10 ohm nha các bạn. Các bạn thấy không? cầm 89 ôm nha các bạn. 89 ôm ha. Đây nè, còn cái cái chuông nữa các bạn. Đây là cái chuông tròn ha. Mình cũng ra tương tự ra, tự nó có hai đầu các bạn, hai hai cái chân thôi ha. Mình sẽ chích vô thôi. Cũng tầm 9 ôm 9 ôm mấy nha các bạn. vậy là nó vừa báo tiếng chuông á vừa báo tổng trở là nó ok nha các bạn là cái chuông chuông cái chuông này tốt nha các bạn rồi tiếp đến mình sẽ kiểm tra cái receiver là cái loa nha các bạn cái loa nghe nào các bạn đây nè. mình chiếc cái loa nghe đây nha nó cũng có hai chân nha các bạn hai chân các bạn cũng đỡ cái vị trí cái thang thang đo đó luôn nha không có thay đổi ha nào chích các bạn chích cho hai chân nha các bạn thấy không mình đo được khoảng 31 ôm nha các bạn 31 và 2 ôm nha là cái tổng chở chứng tỏ là cái loa này ok nha các bạn nhưng mà tổng chở tổng chở cái 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 receiver cái loa nghe lúc nào cũng lớn hơn cái tổng chở của cái chuông speaker này nha các bạn thế nào đó lại các bạn thấy nè được 30 ohm nha các à. bạn. để mình lấy cái một cái loa của Nokia loa 520 ha. Đây nè. Bạn thấy không? Cái giá đời chị đó được cũng khoảng 30 ohm nha các à. bạn, nè. Nó vừa báo 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 chuông cho mình ha mua bán là nó không bị đứt mạch nha bạn, nó thông mạch ha còn lại là nó cũng lên giá trị điện trở cho mình ha là cái tổng trở mình đo được là khoảng 31 31 32 ôm nha các bạn là chứng tỏ cái chuông hoặc cái loa này là ok nha các bạn cách đơn giản nhất các bạn để kiểm tra là các bạn cứ đo tổng trở cho mình nha tổng trở này nè các bạn chỉnh cái thang đo đo chuông nữa các bạn nhá. Nó có cái thang đo chuông bên cái đồng hồ số nha các bạn. Rồi tiếp theo á mình sẽ đi kiểm tra cái pitro nha các bạn. Rồi cái tiếp là mình đi kiểm tra miro nha các bạn. Miro trên bo nha. Đây là cái miro hai chân nha các bạn. Còn cách thay cái có cái miro bốn chân, có miro năm chân á thì uh, cái cách cái thay mình đã hướng dẫn trong một video uh, trong kênh của mình này nha các bạn có gì tìm các bạn xem rồi các bạn uh, thao tác nha các bạn ở đây mình uh, sẽ kiểm tra cái micro hai chân nha các bạn là cái micro cơ bản nhất nha các bạn cho tất cả các dòng uh, điện thoại của tính nhiều nhiều nhất là mấy dòng này nào các bạn mấy dòng mấy phổ thông cơ bản á, của bóc ha ở đây á uh, các bạn chỉnh cái thang đo cho mình nha đây nè để kiểm tra miro các bạn. Cái miro này nó khoảng từ 1,5 kg trở lên nha các bạn. 1,5 kg trở lên ha. 1,5 kg lô các bạn. Các bạn chỉnh cái lấy cái đồng hồ. Chỉnh một cái thái đo 2 k cho mình nha, nhân 2 k là khoảng 2 kg các bạn. Bật cái thái đo 2 kg nha các bạn. Rồi các bạn đo ha. Các bạn lấy hai hai cái đó. Quê đâu các bạn chích vô hai hai chân nha các bạn, hai chân bất kỳ ha. Có nó lên bao nhiêu nha các bạn. Để mình kiểm tra cái cái này tốt hay nó giờ sống hay chết á Đây là các bạn. Mình tiến hành mình đo nha các bạn. Đo vào hai chân này nha. Các thấy không? Nó lên là khoảng một ký rưỡi nha các bạn, một Đây là các bạn thấy không? mình đo được lên là 1,57 kg nha các bạn là về là cái chứng tỏ là cái video này tốt nha các bạn ok ha cái này mình đo sơ bộ nha các bạn đo cái nó còn sống hay chết thôi ha Rồi các bạn có thể đảo, đảo quay đo lại Cũng đo cái giá trị nha các bạn Cái giá trị tổng đo tổng trở cho mình nha cho nó lên bao nhiêu nha các bạn đo ngược lại ha các bạn thấy không đo ngược lại nó đảo chiều qua đo nó sẽ lên một ký tám nha các bạn một phẩy tám một phẩy tám hai ký nha các bạn cho một ký tám ha các bạn vậy là chứng tỏ cái con miro này tốt nha các bạn miro này tốt ha miro này tốt coi trường hợp các bạn mình đo mình đo cái này nó nguội nha các bạn đau nguội á nó sẽ xác, xác định coi miso luôn rồi sống hay chết thôi nhưng mà còn nếu, trên thực tế á, là nhiều khi cái, cái miro này các bạn khi mà các bạn nói chuyện á là cái bên bên kia mặc dù các bạn đo là ok vẫn tốt nha nhưng mà các bạn nói nghe các bạn nói alo alo á thì bên kia nghe nhỏ nghe rất nhỏ là cô cái lỗi lỗi miro nha các bạn lỗi trong cái màn rung á trong cái video này các bạn này trên video này có cái màn rung nữa các bạn nhiều khi nó bị uh, cái cái nhiều người ta dán keo các bạn dán keo nó bít lên á nó bít làm cái màn rung này nó nó bị che hết nha các bạn nên mình nói mặc dù đo micro này ok nhưng mà mình nói á nói bên kia nghe nhỏ hoặc là nhiều khi cái micro bị lỗi nha các bạn mình thay phải bắt buồn mình phải thay miro mới mà trước khi thay á các bạn phải làm sạch nha nhất là cái bởi lỗ micro nè lỗ micro là các bạn phải làm sạch sạch, sạch nha cho mình nha Rồi kiểm tra cái lỗ micro có bị bị keo ha bị cái cái vật gì á, nó nó dán nó chặn ngay chỗ này không các bạn phải cạo sạch nha hoặc là bạn, tách cái ấy ra tại nhiều nhiều bạn á người ta dán keo á nó bít cái lỗ micro luôn làm micro nói á là mình nói nói nhưng mà bên kia không có nghe gì hết đó nha hoặc là nghe rất nhỏ nha nhỏ xíu à còn trường hợp mà cái keo không có ai dán không các bạn không dán keo hay không có vật gì che lại á mà nếu mà các bạn nghe nói nhỏ thì các bạn tiến hành thay micro cho mình nha để làm micro hai chân nha cái này thay cũng dễ nha bạn các bạn lấy một hàng ngay bạn chích ngay bạn kéo ra rồi các bạn lấy cái micro mới mà đo, đo, đo gắn vô lại là, là ok hàng hai chân lại do xong là là xong đấy các bạn rồi còn kế tiếp á cái linh kiện cuối cùng của các bạn hôm nay là mình đã kiểm tra là loại loa chuông nha các bạn với với micro rồi bây giờ còn cái cuối cùng là cái 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 rung nha các bạn vibrator nữa các bạn đây nè cái vibrator này các bạn các bạn có thể dùng uh, nó có hai loại nha các bạn một loại sung á loại sung hai là cái uh, mà đa phần phần nhiều các bạn là nó nó dùng loại rung dc nha các bạn rung dc là cái rung một chiều á các bạn uh, cấp cái đường nguồn điện một chiều vô đây á là nó sẽ rung nha các bạn đây nè cái loại này là thông thông dụng như dụng thông nhận nhất luôn nha mày và sau nó sẽ ấy là lại tròn cái cái rung á, cái này rung là rung thiết kế loại dạng hình tròn nha bạn rồi để kiểm tra rung á, các bạn có hai cách ha một á các bạn nếu mà các bạn có đồng hồ đồng kim này nè các bạn vẫn cái thang đo nhân một nhưng một cho mình nha rồi các bạn là tại vì cái nguồn trong bên trong cái đồng hồ này á, nó sẽ cấp cái hai cái nguồn uh, hai cục pin tiểu các bạn là cái nguồn 3 v á là các bạn đo kiểm tra cái rung rung để quay hay không các bạn là ok ha rồi, hoặc là không có các bạn dùng cái nguồn khác ha ở đây mình sẽ dùng cái một cái, cái bộ nguồn nha các bạn cái bộ nguồn uh, test uh, điện thoại di động nè đo dòng nữa các bạn rồi mình sẽ kéo kéo lại gần đây ha Có nguồn các bạn cũng vặn vặn 13 từ 3 3 đến 4 V nha các bạn. 3 đến 4 V ha. để kiểm tra rung cái này rung là rất dễ các bạn các cấp cái nguồn điện vô cho nó là nó 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 quay liền nha các bạn đây nè đây cái rung nha các bạn rung rung DC à, các bạn kẹp vô đây là các bạn thấy quay không cái rung nó quay các bạn đồng thời kim vòng quá cái kim vòng này là nó sẽ, sẽ, sẽ chạy lên nhảy lên nha các bạn là cái vô rung này nó tiêu hụt vòng bao nhiêu các bạn đây là thấy không có thấy cái, cái rung cái cái, cái, cái rung nó quay không là kim vòng nó tăng lên ha Các bạn, các bạn nhìn thấy nó rung là ok các bạn cứ cấp cái nguồn, nguồn khoảng 3 đến 4 V nha các bạn. Nguồn DC 3 đến 4 V là ok ha. các bạn thấy nó quay nó quay là rung rung nó hoạt động các bạn. Là cái này là rung tốt ha các bạn. đây rất dễ nha. Đây là cái rung hình trụ nha các bạn, cái rung hình trụ đó. Còn cái cái rung rung xung thì các bạn cấp vô á rung xung á các bạn các vô thì nó nó không có nó sẽ nhích một cái nó chích ra mọi nó nó sẽ ngừng ra bạn nó, nó chứ nó nó không có quay quay y như cái mấy cái rung này nha bạn có rung thường á cái rung dc mà loại hình tròn các bạn đây nè mình test y hệt như vậy nha các bạn các bạn chỉnh cho mình cái ba mức uh, 3 đến 4 v được rồi còn kẹt cặp vô ha cặp hai đầu vô nha các bạn nè các bạn thấy rung không kiểm tra các bạn nhìn thấy nó rung nha rung tay luôn á còn rồi các bạn kiểm tra cái cái giò kim vòng nè nó sẽ tăng lên nha các bạn chứng tỏ lại rung hoạt động nha các bạn Đây các bạn chú ý cái kim vòng cho mình nha. Nó ăn vòng lên á nó kim kim vòng à, kim âm be mà nó lên là... Là nó lại tiếng nó rung hoạt động các bạn. Đây nè. Các bạn thấy không? Kim nó nhảy lên nè. Nó hoạt động nha các bạn, đây là rung nè. Nó rung các bạn, các bạn thấy rung không? Rung cho tay là ok nha các bạn. Rồi cái kim vòng nó hoạt động đây nha các bạn. nói các bạn thấy rung rung nó nhảy, nó nhảy không là cái kim vòng nó nó tăng lên đó là ok nha các bạn mấy cái rung này kiểm tra là ok ha còn hợp mà nó mà không rung nha các bạn nó mà các bạn kiểm tra như, như, như nguồn mở nguồn về mà cái kim vòng á kim vòng nó không tăng lên hoặc là cái rung này nó không, không quay nha các bạn nó không quay là tiếng tỏ là cái rung hư rung bị đứt nha các bạn các bạn tiến hành thay cái rung mới cho mình ha mấy cái rung loại này các bạn làm cái rung rời nha các bạn nó rời thiết kế rời ha nó không có dính liền vô cái cái bo nha các bạn đây nè những cái rung mơ rung này nè Galaxy S3 nha các bạn cái rung đó, nó nó đây là rung cũng là rung tròn nha các bạn đây nè nó loại rung này ha nó có hai cái chân tiếp xúc nha các bạn hai chân chân tiếp xúc đây nè nó tiếp xúc với nó là, nó tách rời ra cái, cái so với cái men nha các bạn còn này cái mới nhất là cái máy iphone nha các bạn iphone là cái rung mấy cái máy iphone nè 4 bốn là cái rung nó nó sẽ nó hàng trực tiếp trên bo luôn nha các bạn giống như cái đề là cái cái cái, cái, cái main của Lumia 520 Lumia 520 bạn, cái rung của nó nè cái loa chuông thì nó tách rời bên ngoài nhưng mà cái rung đó các bạn đây là cái rung cái rung của nó thì nó hàng trực tiếp trên bo luôn nha các bạn thì cách kiểm tra tương tự nha tại vì nó có hai chân nữa các bạn đây hai chân bên ngoài này các bạn thì các bạn kiểm tra các bạn cũng cũng uh, dùng cái uh, các bạn lấy cho mình uh, cái que đo đồng hồ nha các bạn đồng hồ vua em bạn các bạn cứ làm tương tự đó, các bạn lấy bộ nguồn các bạn chích vô hay các bạn có cái đồng, có cái đồng hồ, kim đó các bạn các bạn chích vô nha chích vô kiểm tra coi nó ở nhà các bạn có đồng hồ kim đó các bạn các bạn cứ chuyển qua cái thang đo nhân một cho mình ha rồi các bạn kiểm tra cắm vô hai chân nó của nó là nó nó cái motor room nó quay liền nha, các bạn. Có thấy không? Quay nè. kiếm dọc năng nha mày. mới kiểm tra mấy rung mới rung rung mà nó quay nó quay như vậy là tốt nha các bạn rồi hợp mà nó bị bị cái cái trục các bạn nó bị, bị, bị quẹo bị cho hoặc là nó không quay bị đứt các bạn bị đứt là mình phải thay thay cái rung mới nha các bạn nè cái còn quay còn quay còn rung mạnh như vậy là ok nha các bạn yêu cầu mấy cái kiểm tra mấy cái rung này phải em phải rung mạnh nha các bạn chứ rung yếu quá yếu quá đó, thì dòng các bạn dòng của nó qua yếu quá các bạn nó rung là các bạn không nhiều khi các bạn không cảm nhận được luôn á. Là tốt nhất là các bạn phải nên thay cái rung mới cho mình nha. Rồi. Qua video này á mình đã hướng dẫn các bạn nha cách kiểm tra loa chuông, rung mic micro nha các bạn. cách kiểm tra này đơn giản các bạn thay thay linh kiện này các bạn có thể mua ngoài ngoài cửa hàng bán linh kiện này, điện thoại di động các bạn cái này dễ nha ai cũng làm được nha các bạn các bạn nếu mà các bạn khéo tay một tí là các bạn có thể tự thay nha. không cần phải ra mấy cái gửi máy vô cái trung tâm bảo hành hoặc là cửa hàng điện thoại di động nha, các bạn mình thay thay ở nhà cũng được nha rồi video của mình đến là kết thúc nha các bạn Ờ, các bạn có cần uh, hỗ trợ hay là support gì á Các bạn cứ để lại comment dưới video nha Rồi mình sẽ giúp các, các bạn Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha